Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của em luôn nha mọi người. Thì sẵn hôm bữa là em làm cái kệ này xong nè. Và bây giờ thì tiến hành là đặt ba cái kiến anh em. Đó thì đặt xong rồi bây giờ thì em sẽ quay lại cái quá trình mà em dán cái hồ kiến rồi xong rồi lên kệ này luôn cho anh em xem luôn nha. Ok nha anh em. Cùng em theo dõi quá trình mà em làm luôn cái dàn hồ này luôn nha. Đây nha mọi người, thì bữa giờ thì làm cái dàn kệ này nè. Đó thì nó cũng đã đâu đó ok rồi. Nhưng mà chưa có đi ống dây oxy với lại là ba cái hậu kiến em chưa có làm được, nhưng mà sẵn hôm nay rảnh nè anh em. Đó thì làm canh tranh thủ là làm mấy buổi chiều á. Đó thì em đặt kiến đâu đó về rồi. Đó và xong rồi ra ống mà dây oxy á thì em sẽ chơi qua cái ống dây 21 nha. Đó, ống dây 21 thì em sẽ đi qua hai ống. Đó, hai ống nha, dài giống như vậy. Đó, để em lắp vô trên đây nè anh em. Đó, tại vì hôm bữa em làm á em không có tính là đi thêm cái đường cây ngay giữa nè, đi thêm cái đường cây ngay giữa như này để lắp cái vòng dây oxy, nhưng mà cái kiểu như mà em tính cái cách khác thì đi qua mình cột dây vô anh em, cột dây rút mình rút vô thì để ngay giữa này cũng ok lắm. Đó, còn đợt trước đó, thì em làm đó, thì là em đi cái mé trong đó, em đi mé trong là em đi cắt vô cái cây này anh em. Đó, nhưng mà bây giờ thì em sẽ để ngay giữa và sẵn có câu luôn cái mấy cái đèn anh em thì nó sẽ ok hơn. Và bây giờ thì em sẽ quay qua mấy cái tấm kiến mà kích thước cho em cắt luôn cái tấm kiến để lắp lên cái dàn cây này luôn cho anh em xem luôn nha. Đây nha anh em, thì mấy cái tấm kiến thì em đã cắt đâu đó nó ok nè, đo theo cái kích thước của dàn cây luôn á. Là cái hồ đó là 1m2 anh em, cứ mỗi khung là 1m2 ngang 40 á, cái chiều rộng là 40 còn chiều cao là 40. Đó, thì lắp luôn, sẵn làm luôn cái kiềng luôn anh em, cái kiềng trên đó, để cho cái hồ mình được cứng hơn. Và tấm đáy cái này là tấm đứng lên nè anh em, nó còn tấm đáy thì nó sẽ là như vậy nha. Đó, còn mấy cái tấm bình hông đó, sẵn có kèm theo là mấy cái tấm mà để ngay giữa để chặn ra làm hai hồ anh em. Nó tại vì cái hồ này là 40 nhưng mà 1m2 lượng thì em sẽ chia ra làm hai để cho cái hồ của mình nó được nhiều hồ hơn. Rồi khi mà cá bự anh em thì em sẽ chia ra làm lấy cái tấm đó ra và không có lấy cái tấm chặn anh em. Tấm chặn ví dụ như hồ 60 đúng không, 1m2, cái tấm này cái tấm từ bên đây qua bên bển á là 1m2, nhưng mà khi mà mình chặn lại thì nó còn là 60. Và khi cá nó bự rồi thì anh em có thể là lấy cái tấm chặn ở phía giữa ra cũng được đó. Tại cái này thì em nuôi á, thì nói chung là không phải chơi luôn cái hồ cho nó bự, tại vì nuôi á thì nuôi theo kiểu như mà cho nó phát triển từ từ anh em, không phải là kiểu như vậy hút sai anh em, hút một phát là đùng lên là cái xe bự luôn. Nên là mình chơi qua cái hồ là cái chiều ngang như vậy nè, đó là 40 đó, nên là em mới chơi theo cách này, chứ không là em sẽ chơi qua 50 luôn thì cá nó sẽ hón hơn nha. Nếu mà anh em mà muốn chơi cá bự luôn thì chơi qua hồ 1m2 50 hoặc là 60, cái chiều này nè, nó chiều này là 50 hoặc 60, còn chiều cao lên 40 hoặc là 50 cũng được, nó không cần phải cao quá đâu, đặc biệt là về cá lóc. Nếu mà chơi cá lóc thì không cần phải quá cao đó. Rồi ok nha, thì bây giờ em sẽ tiến hành qua dán mấy cái hồ này và quay cho anh em xem luôn nha.
đây nha mọi người, thì bữa giờ thì em cũng đã làm xong rồi nè. Thì đi với keo với lại cạo keo đồ này kia nó cũng đã ok hết rồi. Thì bây giờ thì tiến hành là vô nước nha anh em. Vô nước để khử ba cái mùi keo đồ. Thì em sẽ hay sử dụng qua là nước giếng với lại là cái muối này nè, để cho nó khử qua cái mùi keo cho nó được ok hết. Còn cái hồ thì em sẽ ngăn ra làm hai nè anh em. Cái này là hồ 1m2, thì ngăn ra thì nó sẽ làm được hồ 60, 40 á. Thì bây giờ thì tiến hành bỏ muối vô. Cứ một hồ thì cho nó 3 nắm muối. Rồi xả nước vô để cho nó ra hết cái mùi keo nha anh em. Nói chung là anh em có mấy cái gì cũng được, còn em thì em hay sử dụng qua muối để cho nó khử mùi keo. Rồi trong thời gian chờ thì em sẽ qua cái hồ bên đây luôn nha anh em. Nó cứ mỗi hồ là bỏ muối vô để sát khuẩn lọc cho nó ra và cái mùi keo hết nha. Không biết anh em sử dụng như thế nào, còn em thì em hay chơi qua cách này, đơn giản và dễ chơi nữa nha, dễ quá nha. Tiếp qua cái hồ phía trong, muối hột nha anh em, chứ không phải là muối iốt đâu, mình ăn nha. Hồi cho một nắm muối, 3 nắm nha anh em. Mỗi hộ thì em sẽ ngăn cái gì nè. Ở cái tấm này thì em sẽ lấy ra và dán cái đề cam vô, để cho hàng cá nó không thấy nhau thì cũng có hàng cá mình nó cũng được ok hơn. Những cái mà anh em mà để như vậy, ở cái tấm mà hàng cá nhìn thấy nhau thì một con bên đây nó sung, còn một con bên đây nó sẽ dễ bị stress hơn nha anh em. Cho nên là anh em có chơi thì dán đề cam lại cho được ok hơn. Ở bên đây bỏ vô một hồ thì em sẽ cho 3 nắm muối nha nè. Và nó có cái khe khở nè nè, thì nước qua lại nhưng mà chơi theo cách này thì anh em nên coi lại là cái nguồn nước cho nó ok nhất có thể nha, chứ để mà mấy con cá mà ví dụ như mà con bên đây nó bệnh đó anh em, thì nó sẽ lây qua cái con bên kia luôn, nên là có chơi thì anh em chơi và chú ý một xíu, thì cứ để cho nó xả xong cái đó thôi. Rồi xong rồi em sẽ quay lại cho mọi người xem. Cái này em sẽ ngâm đâu đó là 3-4 bữa. Ngâm 3-4 bữa xong rồi sẽ dán đề can. Với lại là dán cái này em không có đi cái bã keo đen. Đợt thì bữa em cũng đính định là đi bã keo đen anh em. Nhưng mà nhà có cái cuộn băng keo giống như có cái màu đen với lại màu vàng anh em, thì sẽ dán lên đây. Nó dán lên thì nó lắp ngay cái chỗ này rồi, nên là chơi qua cái cách đó luôn, hỏi gọi là bã keo đen gì hết. Nói chung là mấy cái hồ mà này nè anh em, nó thì nhà dán thì cũng ok lắm. Anh em coi này, cái đường này còn dán keo luôn, chưa có cạo sạch. Đi keo này nè, ok. Nói chung là cũng tạm tạm so với lại không được như là mấy anh em rồi, người ta dán chuyên nghiệp. Em thì dán theo cái cách này thôi cũng ok. Đường keo này không có bị dập đâu luôn anh em, cũng ok lắm nha. Thì chờ vô nước đâu đó xong rồi em sẽ quay lại cho người xem kết quả luôn nha. Cái này là châm đầy luôn nha anh em, châm nước đầy luôn để cho mình biết coi là cái lượng nước nó có bị bung hay là như thế nào hay không, thì mình biết cách mình xử lý luôn. Làm một lần cực thì sao mình sử dụng anh em cho nó an toàn hơn. Ok nha, chờ nó xong cái này em sẽ quay lại cho anh em xem. Nãy giờ em cũng đã châm nước ok nè anh em, nước đã châm lên full luôn nè, full lên tới cái mực mí ở đây luôn, cái mí luôn nè anh em. Đây coi là cái độ keo nó dán nó có bung hay không là quyết định ở cái chỗ này nha anh em, chứ mà chăm vô mà nó lỡ dở nửa hồ đó thì nó đâu có biết được đâu anh em. Nó chăm luôn là chăm đầy luôn, bốn hồ thì hồ nào cũng giống như vậy hết, đúng không? Nó phải chờ là khoảng 2-3 bữa gì đó hoặc là 5 bữa thì nó mới ok được. Về mấy cái vấn đề keo á, ngâm nó càng lâu càng tốt thì nó đỡ được cái ra hết được cái mùi keo, thì lúc đó anh em chơi cá vô thì nó sẽ được ok hơn nha. Với lại là khi mà anh em chơi nè, là anh em gắn mấy cái tấm này nè, đặc biệt là những cái tấm này nha anh em, cái tấm giữa nè đó là nó phải sát với lại cái mí luôn đó, sát với lại cái mí này luôn, để khi mà cá mà ở từ cái hồ bên đây nó không bị phóng vào đây, anh em lấy cái tấm chặn này, để lên đây thì nó không bị phóng ra. Còn mà mấy cái hồ mà đợt trước em làm thì nó bị khoảng cách hở như vậy nè, thì nếu mà anh em mà chơi mấy cái nhỏ nhỏ thì nó dễ bị phóng ra lắm nha. Còn mà bây giờ thì mình chơi theo cách này đó, thì nó đỡ được trường hợp là cá nó phóng qua
nó phóng từ bên đây qua, thế là cái đề can cũng phải dán qua nha. Đó, dán cái đề can này để hai con cá nó không thể nhau. Cái mặt bên đây nhìn qua thấy bên đây thì con cá, còn bên đây lỡ như bên đây nó sung hơn thì con bên đây nó sẽ bị stress và nó nằm đáy suốt anh em. Nên là không, anh em có chơi quả hồi giống vậy thì để ý một xíu nha. Rồi ok, anh em để hẹn mấy anh em ở mấy video sau thì để em cập nhật lại tình hình cái hồ này luôn cho anh em xem nha.